Chào các bộ các mẹ, chào các cái nguồn mạng. Mời các bộ các mẹ, các cái nguồn mạng đều ngỏ chương trình truyền hình sáng mường của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa các bộ các mẹ, thưa các cái nguồn mạng, ngày 21 tháng 7 năm 1954, khâu 75 ngày đàm phán đầu chỉ đầu lực vô cùng khó khăn cùng căng thẳng. Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh ở Việt Nam án ký kết. Sự kiện này đánh dấu thắng lợi to lớn của bọn mình khâu 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Bần đầu tiên trong lịch sử, đất nước lớn đã phải thừa nhận nên độc lập, chủ quyền cùng toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, Lào, y như Campuchia. Hiệp định Geneva mở ra một thế kỷ mới cho dân tộc. Đêm ý tỷ, nó y đớn lại đưa bài học về sự tự lực, tự cương trong đấu tranh ngoại giao khưa Việt Nam bê đất nước lớn. Đầu tháng 5 1950, sau căng thẳng của thời kỳ chiến tranh lạnh, thế giới bước vào chu thể hòa hoan, tám nước lớn bắt đầu thỏa hiệp hào giải quyết xung đột bằng thương lượng hòa bình. Điều này ảnh thể hiện bằng hội nghị ngoại trưởng tám nước Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp họp ở Berlin, Đức vào ngày 25 tháng 1 năm 1954. Đờ mục đích giải quyết mối chỗ vấn đề của châu Âu. Tuy thỉa hội nghị ní ó chẳng lại kết quả do ó thỏa man ản lợi ích của tán bên, cho thỉa tán nước lớn xoay trang bàn bạc giải quyết tán điểm nọ khác ở châu Ả. Cái việc là chúng ta là những nước lớn trên thế giới, thì chúng ta có trách nhiệm phải giải quyết những vấn đề của thế giới, chứ không phải của châu Âu. Bộ trưởng Ngoại giao đất nước lớn sẽ lần đến việc phải có trách nhiệm giải quyết đơn vấn đề của thế giới, chứ organ của châu Âu. Trong khi tỷ ở châu Á đang có hai điểm nóng xung đột ở Đông Bắc Á là chiến tranh Triều Tiên. Mặc dù chiến tranh Triều Tiên vừa ký hiệp định đình chiến ở Đông Bắc Á là cuộc chiến tranh Đông Dương, mà ba trong bốn nước lớn này sẽ có liên quan đến vấn đề của Đông Bắc Á cùng Đông Nam Á, tỷ là Mỹ, Pháp, Liên Xô. Chính tình tỷ đất nước thống nhất sẽ bớ ra một hội nghị ở Geneva để giải quyết vấn đề chiến tranh ở Triều Tiên cùng Đông Dương. Mà sau này xác định là sẽ tổ chức tại Geneva là để giải quyết hai cái cuộc chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Đông Dương. Cuối tháng 4 năm 1954, Hội nghị Geneva bàn về mối chủ giải pháp chính trị lên bản đảo Triều Tiên cũng như Đông Dương đã ả lá. Ni y là thời điểm quân cùng dân miếng chuẩn bị kết thúc thẳng lưới đợt hào của chiến dịch Điện Biên Phủ. Cho đến khi ní tán nước phương Tây y chúa chấp nhận, kể tham gia của Hội nghị Geneva, của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đỡ bán quế tán giải pháp hòa bình ở Đông Dương. Tuy thì điện đấu khẳng đâm ra 1954 với ưu thế lân chiến lướng Điện Biên Phủ, Việt Nam có đủ tư cách đỡ theo đuổi chiến lược đàm phản, đỡ tìm thả mỗi giải pháp tổng thể cho việc lấp lại hòa bình ở Đông Dương. Ở thời điểm này, Pháp y ó thể lễ khức mạnh quân sự cũng kẻ viên trợ của đồng minh đỡ áp đặt Việt Nam. Thành phần tham gia phải do nước lớn mời, nước lớn triệu tập thì Liên Xô và Pháp được giao nhiệm vụ. Liên Xô cùng Pháp bản giao nhiệm vụ xác định thành phần tham gia hội nghị. Mới đầu Pháp kiên quyết chống Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tham gia hội nghị, thậm chí bầu con mới Thái Lan, Miền Điện. Mỹ Liên Xô kiên trì ý kiến phái mời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì Liên Xô kiên trì là phải mời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Là nếu mà muốn giải quyết cuộc chiến tranh. Liên Xô đặt vấn đề nhắm hảo giải quyết cuộc chiến ở Đông Dương mà ông mời chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Hồ Chí Minh hay ông thế no giải quyết ản. Vì này là bên chủ yếu tham gia chiến tranh. Pháp đối lý cùng mặt giải quyết cuộc chiến tranh này hay phải mời chính phủ Hồ Chí Minh. Tên cuối cùng y phải đồng ý về sự có mặt của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mình là nước cuối cùng ản mời tham dự hội nghị. Ngay khâu tỷ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị phái họp đưa phiền đỡ mà ban viên việc tham dự hội nghị Geneva tỉnh nọ. Điểm mà Liên Xô thay mặt các nước. Lần ngay chiến thắng Điện Biên Phủ, hai Liên Xô đã cưới lời mời để Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tham gia hội nghị Geneva. Chưa phải khâu lần Điện Biên Phủ mới có lời mời. Ơn ý, mình kia rõ ràng đất nước lớn, đất mặt cá, cùng San CBK về thành phần tham dự hội nghị. Các nước lớn. Xuất phát điểm của hội nghị Geneva là mối cuộc họp của tán nước lớn với tán ý đồ cùng lợi ích khá khá. Thì mà điện kháng râm ra 1954, nếu chết lần biến chiến ngoại giao thì vấn đề Đông Dương đã bắt đầu ản quốc tế hòa.
Ngay thảm khẳng đâm ra 1954, chùa đấy hao bổn chớ khao kỳ pháp thất thể ở Điện Biên Phủ, vấn đề Đông Dương chính thức ảnh trang lên bán đám phản ở Geneva, Thụy Sĩ. Mùng 8 tháng 5, là ở hội nghị Geneva là bắt đầu. Thế đoàn ta như vậy là... Của ngày mùng 7 tháng 5 mênh danh chiến thắng ở Điện Biên Phủ, hay ngày hôm cầu hội nghị viên Đông Dương ảnh là... Mình bị tử cách là người chiến thắng, còn đoàn Pháp do ngoại tướng Bi Đen dẫn đầu hay mặc tô dâm có tính chất đỡ tang cho Điện Biên Phủ bị tiêu diệt. Cho cái tập đoàn Điện Biên Phủ bị tiêu diệt. Ở thành phấn tham dự hội nghị gồm 9 bên, Liên Châu, Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Quốc gia Việt Nam, Vương quốc Lào cùng Vương quốc Campuchia. Đại diện lực lượng kháng chiến Pathet Lào cùng Khmer, Isarak, Cả mát ở Geneva, thiểm mã ó ản, tán đoán phương Tây chấp nhận tham dự hội nghị. Đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Văn Đúng lát lưỡng đoán bước đến hội nghị với tư thế lá mỏ triển thẳng, thiểm mã y lướng lướt tán khó khăn, khó lẻ khôi lưỡng bán đám phản. Với lướt lùa tán nước lượn đường Geneva đều trang theo tán mục đích cũng ý đồ riêng, gắn với lợi ích của bấu. Liên Xô để hội nghị Geneva với mong hảo khởm chấm dứt trùng đốt ở khu vực Đông Dương cũng lần thể giới, lá giảm căng thẳng của tán nước Mỹ với Mỹ cũng tán nước phương Tây. Long khi lùa, Anh lại ủng hộ Pháp khởm chấm dứt chuyển tranh ở Đông Dương đưa ó lá ảnh hưởng để khỏi thính vương chung. Nước Mỹ để Geneva với mong hảo duy trì quyến lợi ở Hồng Kông cũng Trung Quốc đại lục, cho lùa Anh có nhu cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Quế phía Mỹ, bầu tham dự hội nghị Geneva với mục tiêu ngăn cản mối giải pháp, cỏ thề cỏ lưới cho phe cống sản vốn đang ngày càng lớn mạnh. Khi mời Mỹ miên cương tham gia hội nghị, thì má ở giai đoạn khâu, bầu đã tham gia tích cực hơn để ngăn cản tán quyết định có ảnh hưởng để quyết thể trần Pháp ở Đông Dương, khảo ní. Hội nghị Geneva là cơ hội quan trọng để cho Trung Quốc lộ thành mối thể lực chỉnh ở châu Á. Vừa bước thả khỏi chiến tranh Triều Tiên, Trung Quốc lần đầu tiên ản chép ở vị trí ngang hàng với tán cường quốc, đưa quyết định tán vấn đề của thế giới. Về mặt chính trị, Trung Quốc là một nước lớn, cách mạng mới thành công. Lúc hội nghị Geneva, Trung Quốc chưa có chân ở trong Liên Hợp Quốc, có rằng nhờ sự khỉ của Trung Quốc ý chí ở một mức độ nhất định lên lưng quốc tế. Trung Quốc y hảo nhân cơ hội ni, đỡ nâng lên vị thể, công tranh thú sự ủng hộ của đất nước phương Tây, đỡ là mục đích của mình. Trung Quốc đã cứ một phải đoan thất lợn, Long Tỷ có hạt làm mỏ là đàn chuyên gia Long đưa lĩnh vực khác kha để tham gia hội nghị. Long giai đoạn đầu tiên của hội nghị Geneva, trưởng đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Phạm Văn Đúng trình bày lập trường thảm điểm của Việt Nam là đính trì triển chứ lần thay Đông Dương đi đếu với tán giải pháp chỉnh trí cho Việt Nam, Lào, Campuchia. Lần cơ chớ tôn trọng độc lập chủ quyền thống nhất cũng toán vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Liên Châu Trung Quốc ủng hộ lập lượng của Việt Nam giải quyết đúng thời thay hai vấn đề quân sự cũng chỉ trí ba vấn đề Việt Nam Lào Campuchia. Tôi với đoàn đồng chí Phạm Văn Đồng là đến vào ngày mùng 4 tháng 5 đến Geneva ấy. Tức là chỉ mấy ngày trước khi hội nghị họp mới đến. Đến thì trước khi đến là đi qua Trung Quốc. Thì đồng chí Phạm Văn Đồng là đi đoàn của Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng lên đang dự hội nghị Geneva vào ngày mùng 4 tháng 5. Chỉ mấy ngày trước khi Mala hội nghị, trước khi đến đoàn đi qua Trung Quốc, đồng chí Phạm Văn Đông đều đi biết lưỡng đoàn Trung Quốc lên đồng chí Chu Ân Lai. Mình đã mất ý định của đất nước lớn, hào giải quyết vấn đề Đông Dương theo cách phân chia Việt Nam, trông như mô hình đã là ở nước Đức khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như mô hình của Triều Tiên năm 1983. Tạm thời chia cách Việt Nam, cũng sẽ dồn lực lượng của hai bên phía hai bản, đỡ tiền đỉnh hiệp thương thống nhất đất nước thì là phương án mà mình đã mất. Thương thống nhất đất nước thì đấy là một cái phương án mà chúng ta đã biết rồi. Phải đoàn Pháp cho Ngoại trưởng Giorgio Bidaud lần đầu giang thảo hội nghị lập lưỡng khả cứng rắn, cương quyết chỉ giải quyết tán vấn đề quân sự. Tuy thì ở phe chủ triển ở Pháp bị đánh đổ. Mandelfranc thuộc phải chủ hóa lập chính phủ mới. Ngày mới thảm khả khảo khi nhậm chức, ông Mandelfranc tuyên bố y tứ chức thủ tướng, nêu lòng vắng mối khẳng, ó ản ngưỡng bản ở Đông Dương. Pháp hào rút khỏi chiến tranh Đông Dương, lăng danh chữ,
hiểm ác đúng thới hảo duy trì tán lợi ích kinh tế cũng ảnh hưởng của Miếng ở Lào, Campuchia cũng miền Nam Việt Nam. Đấy tôi cho rằng cũng là nghệ thuật ngoại giao của Pháp, họ giỏi, họ đặt ra cái yêu cầu như thế cho nên các nước đều phải chạy theo. Tại vì ông chủ nhà ông đặt vấn đề như thế, một cái thành viên chính mà đặt vấn đề như thế. Việc Mendes Brand Song ra tuyên bố phải giải quyết vấn đề Đông Dương trong buổi khẳng là nghệ thuật ngoại giao, đều bày tỏ y là áp lực lên hết sáu đơn bên tham gia hội nghị. Long tỷ có đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vì ở bên no hảo rơi hội nghị, mắt lãng say, cũng phải khởm thói thuận. Trong mình cũng như áp lực cho các đảng Pháp tham gia hội nghị. Cái mục tiêu của chúng ta đặt ra ngay là phải cố gắng đấu tranh để Geneva đạt được cả giải pháp quân sự lẫn chính trị. Chính vì thế mà cái thảo luận của chúng ta ban đầu là chúng ta cố gắng. Mục tiêu mình dòng xa ngay bữa đầu là phải cố gắng đấu tranh, đỡ Geneva phải đạt án cả giải pháp quân sự cùng chính trị. Thảo luận của mình ban đầu là lễ vì tuyển mơ ba là dự tuyển tạm thời, cùng thời gian tốn tuyến cứ là khẩu khẳng, cùng đưa nhất là một năm. Trong đàm phán thì ai cũng biết là có thể đưa ra phương án tối đa và phương án tối thiểu thì chúng ta đưa ra phương án tối đa. Trong đàm phán, ông ấy mắt là có thể dòng sang phương án tối đa cùng phương án tối thiểu. Mình dòng sang phương án tối đa thì là hảo phân chia Việt Nam ở vị tuyển mơ ba sát bên Tuy Hoa, Phủ Yên. Là bò lại là tính tỉ. Bởi vì mình có bốn tính của Luông Tự Do, Liên Khu Tâm là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phủ Yên, tức là Tùy Hoa, Phủ Yên, Lứ Bào. Pháp lần mình vẫn có thể mệnh tình đề xuất lễ vị tuyển Hà Mơ ở Thanh Hóa, tức là bớ Thanh Hóa, Lứa Xa Bắc của Việt Nam, Dân Chủ Cộng Hòa. Hà bên đề xuất cuối cùng cách kha đền bảy vị tuyển. Là từ Thanh Hóa trở ra Bắc là của Việt Nam Chủ Cộng Hòa. Đấy thì hai bên là đề xuất ra cuối cùng cách nhau tới bảy vị tuyển. Long của hội đám Việt Lung ở Liêu Châu, Lục Quốc khẳng phái năm 1954, chưa Thủ tướng Chu Ân Lai, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đại tưởng Võ Nguyên Giáp được bán với hội nghị Geneva. Thủ tướng Lục Quốc Chu Ân Lai đã dạng thả mô hình Triều Tiên, lá váy tha giới tuyển tám thới chia cách hào miến. Đối mỗi thời gian khâu, y tiền định tôn tuyên cư thống nhất đất đác. Cuộc gặp ở Liêu Châu coi như đã thống nhất chung ranh trời phần vùng vi tuyển mức khẩu là hợp lý. Thiểm A tán phiên họp ở Geneva, Pháp ý kiên quyết đối lễ vi tuyển mức thảm là trời tuyển tám thới. Với cái cờ là dư khả chỉnh trà láo thả biển. Ngày 13 khảo bay, lòng cuộc gặp riêng với Thủ tướng Pháp, Mendes Franck, lương đoán Phạm Văn Đúng đề nghị lễ vi tuyển mức khẩu, thiểm A Pháp áo thay đổi lập lướng đối vi tuyển mức thảm. Chứ mình có nói với ông Chu Ân Lai là cái quan điểm Việt Nam như thế. Thì ban đầu ông Chu Ân Lai cũng vẫn nhất trí như thế. Nhưng có thể sau này đến hội nghị, khi trở về hội nghị Geneva, muốn cái kết thúc... Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nháo triển với Chu Ân Lai quan điểm của Việt Nam là tính tỉ. Mới đâu ông Chu Ân Lai y nhất trí. Mẹ có thể khâu ni khi lỡ về hội nghị Geneva, hào kết thúc mà áp lực của ngày 20 tháng 7 đã cận kề. Tên ông Chu Ân Lai đã ban về Pháp cùng đất nước thổ nhất lễ vị tuyển mơ bảy, cứ một bên nhân nhượng thêm một vị tuyển, tức là Việt Nam nâng lên tên vị tuyển mơ bảy, cùng Pháp lui bớ vị tuyển mơ sảm xuống vị tuyển mơ bảy, lại giành giới quân sự tạm thời. Cùng bao khi tỷ, theo tôi, mình phải chấp nhận bởi vì có thể đưa lý do. Mặc dù mình giành thắng lợi lớn nhất ở Điện Biên Phủ về mặt quân sự, mê tổn thất của quân Pháp về mặt lực lượng ở Điện Biên Phủ chi chiếm 3,8% tổng số lực lượng của quân Pháp cùng quân Báo Đại ở toàn Đông Dương. Thứ hai là mặc dù Pháp bị thất bại đau đớn, mê Pháp vẫn đang chiếm giữ hết sáu đô thị Long Đông Băng, hàng khả giao thông, cảng biển, tức là đơn vị chỉ quan trọng chiến lược hay Pháp vẫn đang giữ. Mình vẫn chỉ là chú ở Luông Đô Rừng Bắc Bộ. Cái thứ ba là khi tỷ mình bị tổn thất đưa hết sáu dôn khước cho Điện Biên Phủ. Tính hay có mê lực lượng Ocon. Chúng ta vẫn chỉ làm chủ ở vùng rừng núi Bắc Bộ thôi. Chưa có cái lực lượng. Cái thứ ba là lúc đó là chúng ta bị tổn thất nhiều. Tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ rồi. Thế thì có, nhưng mà lực lúc đó là không có. Phía Pháp phải nhượng bộ khi chấp nhận tổ chức tổng tuyển cử vào giữa năm 1950 thay vì lập lỡ với thời gian tổ chức tổng tuyển cử nhụt lòng tán phiền thảo luận lớp. Y như chấp nhận yêu cầu ghi rõ ràng bán văn bán rắn, trời tuyển quân chữ lá tám thới cũng ó thể ản diên dài theo bất kỳ cách nó với pháp lý
đợt lỡ thánh đường biên giới chỉnh trí hay lãnh thổ. Theo tôi, hết thẳng lời to nhất chỉ là buộc Pháp phải công nhận độc lập chủ quyền, công toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, công nhận đơn quyền cơ bản của dân tộc Việt Nam, điều mà chỉ năm trước, bê bán hiệp định sơ bộ, Pháp đã chịu công nhận. Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rằng chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiếp thêm đưa khương mạnh cho đơn đàm phản của ông ở Geneva. Điều bây tỷ y hiểu rằng nhằm ban đàm phản o khẩm kết thúc hay có thể Hoa Kỳ sẽ can thiệp trực tiếp đưa đúng giúp Pháp. Công tôi lần rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúng khi mà lo ngại về sự can thiệp của Mỹ. Khâu 75 ngày thương lượng với bà mối phiền họp. Nếu với đứa của gặp cơ tiếp xúc trong phương cũng đa phương bên lễ. Bao hoa bổn chớ ngày 20 khẳng bay năm 1954, thử lượng bộ quốc phóng tá Quang Bưu đại diện cho đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cũng thiểu tướng Henry Dutey đại diện tổng tư lệnh quân đội Pháp ở Đông Dương đã đều kỷ tán hiệp định với đính trì triển chứ ở Việt Nam. Ngày hôm sau, Việt Nam đều với tán bên thả tuyên bố cuối cùng của hội nghị. Hiệp định Geneva có nội dung cơ bản như sau: tám nước tham dự hội nghị cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, cũng toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, ở can thiệp bao gồm việc nội bộ của ba nước. Tán bên tham triển thực hiện lệnh lương bản, lấp lái hòa bình lương thái Đông Dương. Tán bên tham triển thực hiện cam kết chiến quân, chuyển giao khu vực, trao trả tù binh. Chân chủ mỗi bên có quyền di cư tràng lãnh thổ cho bên kia kiểm soát, lòng thời gian quân đội hai bên đang tập kết. Nghiêm cấm việc trang quân đội, nhân viên quân sự vô khỉ nước ngoài vào Đông Dương. Nước ngoài ở ản đáy căn cứ quân sự ở Đông Dương. Thành lập ủy hội quốc tế kiểm soát đính triển Đông Dương, gồm Ấn Độ, Ba Lan, Canada, Ấn Độ là chủ tịch. Không bển hai, phi tuyển mưa bay ản chúng là giới tuyển quân sự tám thới, chia Việt Nam là hào lúng tập kết quân sự tám thới. Quân đội nhân dân Việt Nam tập lùng quế phía Bắc, quân đội Liên Hiệp Pháp long lùa cỏ quân đội quốc gia Việt Nam tập lùng quế phía Nam. Tập kết chỉnh trí tái trô, tập kết chân chữ theo nguyên tắc tư nguyện. Khoản A, điều mới bổn trang ro. Long khi đổi tôn tuyên cư thống nhất Việt Nam, bên nó cỏ quân đội của miếng tập hợp ở lúng nó theo quy định của hiệp định ní, thì bên này y phụ trách quản lý hành trình ở lúng này. Hiệp định thừa nhận chủ quyền của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở hào miến Bắc cống Nam vi tuyển mưa bay. Điếu khẩu, ban tuyên bố chung ráng ro, đường tranh giới quân sự tám thời ní, ó thế chiên dài bằng bất cứ cách nó, ráng lùa là môi biên giới phân định quế chỉ trí hay lãnh thổ. Ban tuyên bố cuối cùng của hội nghị Geneva, ráng ro, quốc tôn tuyên cư y ản lá bao khẳng bay năm 1900 khẩu. Về nội dung của hội nghị, thì có hai vấn đề. Một là vi tuyến tạm thời giữa hai miền và ngay cái ngày. Về nội dung hội nghị có hai vấn đề. Một là vi tuyến tạm thời của hai miền cùng ngay tổng tuyến cứ đỡ mất thống nhất nước Việt Nam. Hai vấn đề ni liên quan mật thiết BK. Ở ni còn một vấn đề phải nhận mệnh tỷ lệ thải đổ của Mỹ. Ông ngày y đều mắt Mỹ phản đổ hội nghị, cùng xem cách phá hoại hội nghị. Khi mà hội nghị đạt án kết quả, Mỹ lại ấu kỳ bao hiệp định, cùng đều ni giải thích cho đàn thanh đồng khẩu ni của Mỹ. Thì điều này sẽ giải thích những việc làm của Mỹ sau này. Hiệp định Geneva đã quy định rất cụ thể lòng điếu bổn trắng. Trời tuyển quân chữ tám thới chứ hào lúng tập hợp kéo trái thả quái hai phấn, thăng góc với khả ven biển. Với nối rung ní, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ý quán lý tán đảo ở phía Bắc, cùng lực lượng Liên Hiệp Pháp, bao gồm thay chính quyền trái quán, ý quán lý tán đảo ở phía Nam vi tuyển mưa bay, long lùa cỏ quần đảo Hoàng Sa cùng lương cha. Hiệp định Geneva là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất, mà theo lùa tán nước lên thể trời tham dự hội nghị Geneva, cam kết tôn trọng tán quyến dân tố cơ bản của ba nước Đông Dương là độc lập thống nhất cũng toán vén lãnh thổ. Tuyệt đối ở can thiệp bao cùng quyết nối chỉ Việt Nam, Lào, Campuchia. Cam kết ní ản chắc lại ở chỉ mỗi lần lòng hiệp định, đính chỉ triển chứ mà còn lòng bán tuyên bố cuối cùng của hội nghị.
Mục tiêu cao nhất của cuộc chiến tranh, về mặt chính trị là độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, hay đất nước phải cam kết công nhận rồi. Khi mới có ngay công nhận nọ, công cả ni bản đầu tiên, mình ra sân chơi quốc tế đa phương hay có hết sai đất nước lớn lên thế giới tham dự mà bầu phải thừa nhận tính tỉ thì là một thẳng lời rất lớn của mình. Long thế giới đứ biển đúng, có đứ vấn hối, thiểm hạ y đứ thách thức, đanh giới, ối, thú, đúng mình, đổi thù, dường như bí trả nhỏ hát lước lợi ích quốc gia trần tục. Thiểm hạ ý nghĩa quê bài hát tứ chú quê đô lập, tứ chú Long thể trấn ngoại giao vô hội nghị Geneva năm 1954 đã đưa lại đưa bài hát cũng kinh nghiệm quỷ bầu cho ngành ngoại giao Việt Nam khảo ní. Lòng lụa, bài hát đầu tiên cũng quan trọng nhất là bài hát quế cái kiên trí bảo vệ lợi ích quốc gia, trần tục. Bần đầu tiên trong lịch sử dân tộc mình, đơn quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất, cùng toàn vẹn lãnh thổ, ăn khẳng định trong một điều ước quốc tế. Điều về chiến thắng Điện Biên Phủ hay Hiệp định Geneva đã chấm dứt hoàn toàn sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ kéo dài hơn 100 năm ở nước mình. Ngay sau khi Hiệp định Ản ký kết, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiến hành nghiêm chỉnh lá tán lính, lương bản, long lụa, cỏ, đề quân mi, cống tay chai, đang nhanh chóng giải phóng miền Nam với ý đồ biển miền Nam Việt Nam thành thuộc địa cứu mời. Trang đến năm 1955, sau khi tiến hành trưng cầu dân ý giá hiếu, Ngô Đình Diệm đã phê chuất quốc lương bao đái, lương lá tổng thống đầu tiên của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Với kẻ hậu thuẫn của Hoa Kỳ, chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam đã cứ tuyết thi hành Hiệp định Geneva, âm mưu chia cách lộ giải nước Việt Nam. Ngay chỉnh kháng thảm năm 1955, phía chính quyền Sài Gòn chính thức bác bỏ đề nghị của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, quế lá hội nghị hiệp thương Hào Miến. Đại tá Nguyễn Thành Há, nguyên chỉ huy phó công an Vũ Trang, Vinh Linh, năm nay đã 94 tuổi, thì mà ông y quán nhiều đất ro tán ngáy đầu tranh đối đối chính quyền Sài Gòn, thì hành hiệp định Geneva. Từ 25 tháng 8 năm 4 cho đến ngày 23 tháng 8 năm 55 được quán thầy bị hỗ trợ. Bữa ngày 25 tháng 8 năm 1984 đến ngày 23 tháng 8 năm 1985, chính quyền Ngô Đình Diệm bê cái đùm giúp công có sự chỉ đạo của Mỹ tuyên bố ông có hòa bình, ông có tiến cử, công Mỹ ông ký hiệp định Geneva, tình ông bị hiệp định tỷ ràng buộc, bắt đầu cấm trở, ngăn khôn. Bởi ngày 25 tháng 8 năm 1985, giới tuyển bị chia cách do Mỹ Diệm gây nên. Giới tuyển là bị chia cắt, do Mỹ Diệm mà gây nên. Kể can thiệp của đế quốc Mỹ cô nhờ tán chỉ trách phản đúng của Ngô Đình Diệm đã khiến mong hảo quê mối quốc tổng tuyển cử tự do giữa Hào Miến bao khảm bay năm 1900 khảo ó kỳ nó lỡ thánh hiện thực. Đã có đứa lỗ nhá phai chiếu kênh chia ly. Ông ở Bắc, vợ ở Nam, chuột hàng chục năm lưới khảo lụa. Cầu huyền lương, khổng biển hai lỡ thấy nôi đầu chia cách. Thiệt má nạ y là lúng chữ kiện khao khát thống nhất mãnh liệt của mối trần tục. Ông Nguyễn Đức Lang đều theo dáng mỏ tập kết thả Bắc, khao lùa ông ản phân cô cùng quyết thiêng liêng, lùa lá chốt mứa bổn năm, may cớ đốt leo lường cối cớ hiến lương lấy trừ. Lúc đó yêu cầu của khu ủy Vĩnh Linh nói riêng và yêu cầu của Bộ Tư lệnh hay là nói tóm lại là yêu cầu của quốc gia là khác. Khi tỷ yêu cầu của khu ủy Vĩnh Linh thăng riêng cùng yêu cầu của Bộ Tư lệnh, yêu cầu của quốc gia rằng chung thì là cột cơ hiên lương, o ản khi no o có bỏ cơ, o có một khi no lên câu hiên lương o có cơ leo. Niềm tự hào công kiêu hãnh của tôi là mày cơ tố cuộc. Ngay tỷ là cơ đó khào vang, bay phấp phởi, lung đầu câu hiên lương, tên điểm tựa niềm tin của hàng liều mọi miền Nam đấu tranh thống nhất nước nhà. Cấm là thiệp ní, lóng hưởng bao năm, chú cha lầm cha núng thìa má tính đửa, ngán năm ó mớ. Tính ủn lòng lóng, lòng mùi tính chung, toán chân đoán kết trùng khức. Bác Nam đều trùng môi tráng màu, trùng cầu hó. Tính mến như khủ, vời khôn. Một dòng máu
chung cầu hò, tình ta như núi vời xa. Bờ quyết thống nhất đất nước lòng vắng hao năm, dân tộc Việt Nam đã phải trải qua mỗi cuộc kháng chiến lương ký, trái đỉnh hào mỗi năm với cái hy sinh trường mẫu của liễu mó. Dù hành chính điểm hòa bình bị đạch quang, thể mà vượt lên lường hết thầy, hiệp định Geneva y là mối thẳng lưới to lớn của nền ngoại giao Việt Nam, đối cho thôn quan khảo ní tán bài học quỷ giả. Những cái bài học Geneva, những cái đại học phải độc lập tự chủ, và những cái đan bài học ở Geneva, đan bài học về độc lập tự chủ, cùng ý nghĩa lịch sử của Geneva, tạo ra cơ sở pháp lý cùng cả về mặt đạo lý cho mình trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ cả ni. Phải rằng là giá trị lịch sử của Geneva khi nó ý trường tồn. Tôi khẳng định rằng nhắm ao cỏ Geneva hay ao cỏ Paris thành công, vì bài học kinh nghiệm có thể là bài học thành công, y có thể là bài học chưa thành công. Mê đều rất quỷ giả, đều vô giả. Nhắm ao cỏ Geneva đỡ mình rút kinh nghiệm, hay đến Paris mình kiên quyết trực tiếp đàm phán với Mỹ về vấn đề của mình, mình ao cho ông ngay can thiệp. Cái hội nghị Geneva nó có vị trí rất quan trọng, là nó đánh dấu cái sự kết thúc. Hội nghị Geneva rất quan trọng, đánh dấu sự kết thúc thắng lợi của kháng chiến chống Pháp 9 năm bằng chủ trương kết hợp quân sự bên ngoại giao cùng ngoại giao với quân sự, cùng chủ trương ni của mình. Câu ni ản áp dụng rất hoàn hảo, sáng tạo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đỡ mà mình kết thúc bằng Hiệp định Paris. Trong suốt quá trình đàm phán ký kết cùng thực thi Hiệp định Geneva, mình khi nói ý kiến chi nguyên tắc hòa bình, độc lập dân tộc, cùng toàn vẹn lãnh thổ, mê cơ động, linh hoạt, có sách lược phù hợp đối với giành mục tiêu chiến lược cuối cùng, thì là khi nói ý coi trọng công tác nghiên cứu, đánh giá, cùng dự báo tình hình. Mình phải mặt mình, mắt mỏ, đỡ bớ tỉ, mắt tiện, mắt lui, mắt cường, mắt nhù. Ni là bài học sâu sắc con nguyên giải trị, lòng bổi cánh cả ni. Bờ hiệp định chơ bổ 1947 đến hiệp định Geneva năm 1954, đối hiệp định Paris năm 1973, lũa là tán nước thang cầu kỳ quan trọng mà cách mạng Việt Nam phải đi qua, đô lát lon vẹn mục tiêu, độc lập dân tộc, cống, thổng nhất, quyền mướng, đất đác.